Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong video ngày hôm nay. Gặp ba kiểu người này, tránh xa đừng quan hệ. Đời người chỉ vẻn vẹn mấy chục năm, ngoài những người thân đã chung sống từ nhỏ, trong cuộc sống ai cũng sẽ có vài người bạn. Mỗi người đều có những tính cách khác nhau, khi kết bạn nên chọn người đối xử chân thành với mình, còn những người có tính xấu, tốt nhất chúng ta nên tránh xa, nếu không có thể sẽ có ngày chúng ta bị đối phương đâm sau lưng. Vậy làm thế nào để đánh giá xem liệu một ai đó có đáng để kết giao hay không? Hãy quan sát ba đặc điểm sau đây, nếu họ có một trong ba đặc điểm này, tốt nhất chúng ta nên giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn cho bản thân. Một, ích kỷ. Khi tiếp xúc, những người ích kỷ rất dễ để nhận ra và thông thường những người như vậy không được mọi người hoan nghênh vì kiểu người này luôn tự cho mình là trung tâm, làm mọi việc đều coi trọng lợi ích của bản thân, không bao giờ để ý đến cảm xúc của người khác. Họ sẽ thường xuyên có xung đột với người khác từ những việc nhỏ nhặt như cốc nước, bữa ăn cho đến việc lớn như công việc trong công ty, không khó để thấy họ tranh giành lợi ích. Kiểu người ích kỷ này thường xảy ra tranh chấp với người khác và thường gây ra tổn thất cho người khác. Tất nhiên trong quan hệ xã giao, chúng ta không cần phải mong mỏi đối phương báo đáp. Nhưng nếu bạn cứ nhượng bộ, họ lại càng lấn tới. Mối quan hệ đâu còn có sự bình đẳng và thoải mái. Chơi với một người ích kỷ để mang sự ấm ức vào người, vậy chơi để làm gì? Đó là chưa kể, rất có thể vì sự ích kỷ của họ, vì lợi ích của họ mà có ngày họ sẵn sàng đâm sau lưng bạn. 2. Làm việc không đáng tin. Trong cuộc sống luôn có những người giỏi khua môi múa mép, lúc nào cũng nói có việc gì thì cứ tìm tôi. Nhưng khi thực sự có việc gì đó và tìm đến họ, mặc dù nhận lời rồi, họ vẫn không chân thành muốn giúp đỡ, hoặc cũng có thể là không giúp được. Họ nếu không phải là giữ đúng hẹn thì sẽ tìm một loạt các lý do rồi khiến mọi thứ trở nên rối tung lên. Những người không có khả năng nhưng luôn thích khoe khoang chính là không biết lượng sức mình, sống ba hoa khoác lác, thiếu sự chân thật, và điều này sẽ khiến họ trở thành những người không đáng tin cậy. Kiểu người này khi tiếp xúc, không khó để nhận ra họ là những người không đáng để chúng ta chọn để kết thân giao. Chơi với họ và mù quáng tin vào họ, có ngày bạn sẽ bị họ hại cho hỏng việc. 3. Không biết chừng mực. Trong cuộc sống luôn có những người không biết chừng mực, coi mình như cha mẹ của người khác, chỉ tay sai khiến mà không bao giờ suy nghĩ thấu đáo xem mối quan hệ của mình với người ta có thân thiết đến mức làm vậy không. Và nếu chúng ta liên tục nhượng bộ, đối phương có thể đi quá giới hạn và xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân của chúng ta. Một người như vậy có thể không làm điều gì quá đáng và điều đó cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn đến lợi ích của người khác. Nhưng đối với những người coi trọng sự riêng tư mà nói, nó giống như một quả bom hẹn giờ vô hình, một ngày nào đó sẽ phát nổ vì nó đụng chạm đến giới hạn của người đó. Đánh giá một cách khách quan thì những người không biết chừng mực sẽ không biết cách đối nhân xử thế cho hài hòa. Họ thường hay cư xử quá đà, thái quá vì cho rằng như thế cũng chẳng sao. Tuy nhiên trong bất cứ một mối quan hệ bạn bè nào, nếu một người không biết chừng mực, mối quan hệ đó sẽ khiến người còn lại khó chịu. Thế nên kết giao với những người không biết chừng mực sẽ chỉ mang lại sự quấy nhiễu, phiền toái mà thôi. Những người như vậy nên tránh xa càng sớm càng tốt, nếu không vướng vào cũng tăng thêm những điều rắc rối không đáng có. Đa số những người có ba đặc điểm này đều là những người đề cao sự ích kỷ cá nhân, chỉ biết nghĩ đến bản thân, không vì lợi ích của người khác, không đáng để thân thiết. Kết bạn cũng là kết tâm, vậy nên khi kết bạn nhất định thận trọng, kẻo sự lựa chọn sai lầm sẽ khiến bạn bị tổn thương, thậm chí là chịu thiệt thòi. Quý vị thân mến, cuộc sống của con người là muôn hình vạn trạng, có người tốt thì đương nhiên cũng có kẻ xấu. Chẳng ai muốn làm bạn với kẻ tiểu nhân, nhưng họ lại là những người rất biết cách giấu đi bộ mặt xấu xa đó, khiến bạn khó có thể phát giác được. Trong đó, ắt sẽ có một loại người giả vờ tốt bụng để giành lấy hảo cảm từ mọi người xung quanh. Người giả vờ tốt bụng rất giỏi trong việc lừa dối người khác bằng bộ mặt lương thiện, nhưng nội tâm đầy rẫy những tư tưởng xấu xa và ham muốn trục lợi. Người giả vờ tốt bụng lừa gạt tình cảm và sự tin tưởng của chúng ta hòng đạt được mục tiêu về lợi ích nào đó, thậm chí còn có thể hại chúng ta để giành lấy những gì mà họ khát khao. Vậy thì làm thế nào để lột được mặt nạ của những kẻ cố tình tỏ ra mình là người tốt kia? Hãy xem 4 quan điểm sau đây. Một, người giả vờ tốt bụng thích nói những lời hứa suông.
Miệng mồm của người giả vờ tốt bụng rất ngọt ngào, có thể hứa đủ điều, luôn bày tỏ thái độ thành khẩn. Từ đó họ tạo dựng được cảm giác đáng để dựa dẫm, khiến cho bạn cảm động, làm cho bạn không hề mảy may nghi ngờ trước lời hứa hẹn của họ. Vậy nhưng khi đến lúc bạn thật sự cần sự giúp đỡ thì họ lại tìm đủ lý do để trốn tránh, thoái thác hoặc trì hoãn. Nói đơn giản, những người này chỉ được cái miệng dẻo ngọt, nói thì nhiều nhưng làm thì chẳng có bao nhiêu. Được cười hơn nữa, khi bạn vượt qua đủ 7749 kiếp nạn, những con người kia bỗng nhiên xuất hiện lại như chưa từng có cuộc chia ly, và như kịch bản cũ, họ tiếp tục tuôn ra những lời hứa hẹn đầy hoa mỹ tiếp theo. Đáng tiếc, lúc này bạn đã quá đủ tỉnh táo. 2. Người giả vờ tốt bụng thường không bộc lộ tính cách thật. Người thật sự tốt với bạn, cho dù có tốt đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng sẽ có lúc nổi giận với bạn, chửi mắng bạn. Đương nhiên chắc chắn cũng có lắm lúc họ sẽ khóc lóc trước mặt bạn, thể hiện phần bản chất con người chân thật nhất của họ cho bạn nhìn thấy. Thế nhưng người giả vờ tốt bụng thì không như vậy, họ không thể hiện bất cứ cảm xúc tiêu cực nào, họ luôn tỏ ra dịu dàng, hòa hữu với bạn. Biểu hiện của họ tốt đến mức bạn có thể cảm thấy không được tự nhiên, thậm chí còn khiến bạn sợ hãi. Phía sau của sự không tự nhiên ấy chắc chắn sẽ có ẩn tình hoặc âm mưu nào đó. Cũng có thể là họ đang giả vờ, vì chỉ có giả vờ mới có thể áp chế được thiên tính và cảm xúc của họ để đeo lên chiếc mặt nạ để đối xử tốt với bạn. Trên đời không có gì gọi là miễn phí. Nếu như có một người vô duyên vô cớ đối xử rất tốt với bạn thì nhất định bạn phải cảnh giác, vì đối phương chắc chắn muốn đạt được mục đích nào đó từ bạn. 3. Người giả vờ tốt bụng sẽ chỉ ra khuyết điểm của bạn trước mặt mọi người. Trong mối quan hệ bạn bè, chúng ta nên chỉ ra khuyết điểm nhau để cùng tiến bộ, nhưng điều này nên được thực hiện một cách riêng tư. Hành động chỉ trích hoặc nêu ra khuyết điểm của bạn mình trước mặt nhiều người có rất nhiều ý nghĩa trong đó. Ví dụ như cố ý khiến bạn mất mặt, hoặc là cố tình phá hủy hình tượng của bạn trong mắt mọi người, tổn thương đến lòng tự trọng của bạn. Người giả vờ tốt bụng một khi đã chỉ ra sai sót hoặc khuyết điểm của bạn rồi thì lúc nào họ cũng sẽ nói thêm một câu để bào chữa cho chính mình: tôi làm như vậy là muốn tốt cho bạn thôi. Người giả vờ tốt bụng là giả tạo như vậy đấy. Ngoài mặt thì lúc nào cũng nói muốn bạn trở nên tốt hơn, nhưng trong xương cốt của họ thì chỉ đang ghen ghét, đố kỵ với bạn từng giây từng phút. Họ đố kỵ bạn được người khác yêu thương, đố kỵ bạn có được hạnh phúc và thành công, cho nên họ mới lấy cái danh nghĩa vì muốn tốt cho bạn mà công khai hạ thấp bạn, xem thường bạn trước mặt mọi người. Mục đích cuối cùng chỉ là vì muốn người khác thích bạn, không thích bạn nữa, và càng muốn bạn mất đi tất cả thành công và hạnh phúc đang có. Người giả vờ tốt bụng sẽ không biết tức giận, họ sẽ nói những lời hứa trống rỗng để tạo nên niềm tin nơi bạn, để rồi thao túng suy nghĩ, hành động của bạn. Cuối cùng, họ sẽ chỉ ra những khuyết điểm của bạn ở nơi đông người để hạ thấp lòng tự trọng, khiến cho bạn mất mặt. 4. Người giả vờ tốt bụng rất biết cách thao túng. Người giả vờ tốt bụng chỉ có thể dẫn dắt suy nghĩ của bạn, chứ không hề nghiêm túc lắng nghe quan điểm hay cảm nhận của bạn. Lúc bạn đang nói chuyện, họ sẽ không nghe bạn nói gì, mà trong đầu họ lúc này chỉ đang tính toán làm sao để phản bác, chèn ép bạn. Lắm lúc những chủ đề mà bạn và họ nói đều không phải xuất hiện một cách tự nhiên, mà mọi thứ dường như đã được họ tính toán sẵn. Họ từng bước dẫn dắt bạn vào chủ đề mà họ muốn, khiến cho bạn không hề nghi ngờ gì về cách suy nghĩ của họ, để từ đó khống chế tư tưởng và sự quyết định của bạn. Vì vậy, thời điểm bạn cảm nhận bản thân đang bị thao túng, hãy thăm dò thêm nhiều ý kiến từ những người bạn khác, để những người bạn đó đứng ở góc độ là người ngoài cuộc tiến hành phán đoán sự việc và đề xuất ý kiến. Điều bạn nên làm là bình tĩnh, tư tưởng, ổn định cảm xúc để không bị tiếp tục rắc mũi thêm một lần nào nữa. Hãy ghi nhớ 4 điểm này để có thể nhanh chóng loại bỏ những kẻ hai mặt giả tạo ra khỏi cuộc đời mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Tạm biệt các bạn.